Thưa quý vị và các bạn, với việc phát triển loại hình vận tải hành khách bằng xe buýt đã giúp cán bộ, học sinh và người dân sử dụng phương tiện vận tải công cộng này đi lại tiết kiệm và thuận lợi. Nhưng chỉ hơn 10 năm đi vào hoạt động, các công ty hợp tác xã xe buýt ở Đắk Lắk đang gặp nhiều khó khăn vì xe dù bến cóc. Tình trạng xe dù bến cóc, xe hợp đồng hoạt động trá hình đang gây nên sự cạnh tranh không lành mạnh với các doanh nghiệp vận tải làm ăn chân chính. Trong đó, thiệt hại nhất vẫn là đơn vị vận tải hành khách bằng xe buýt. Tình trạng này đã kéo dài nhiều năm nay gây khó khăn cho các đơn vị vận tải hành khách bằng xe buýt. Ông Đoàn Văn Thành, đội trưởng đội điều hành công ty cổ phần vận chuyển khách công cộng Buôn Hồ cho biết, trong khoảng 3-4 năm trở lại đây, tình trạng xe dù bến cóc, xe hợp đồng hoạt động trá hình phát triển mạnh. Hàng ngày tại các trạm xe buýt ở thị xã Buôn Hồ có hàng chục xe từ 7-16 chỗ của một số nhà xe thường xuyên đến các trạm chờ xe buýt để chèo kéo bắt khách. Những xe dù thường không phải đóng thuế và không chịu quản lý của cơ quan chức năng, không niêm yết giá và chạy không có thời gian cố định. Chính vì thế đã gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe buýt. Trong khi đó, xe buýt phải chạy theo tuyến cố định, đến giờ phải xuất phát, giá vé phải đúng với quy định, phải chịu sự quản lý rất chặt chẽ. Thực trạng hiện tại của xe dù bến cóc là nó rất phức tạp. Cái giờ hoạt động của xe buýt là thường thường bị các xe dù bến cóc là ghé vào trạm xe buýt tranh giành khách với xe buýt, mà hiện tại là công ty rất thua lỗ, đang thua lỗ, và lý do chính là bị cái lực lượng xe dù này là tranh giành khách. Theo lãnh đạo công ty cổ phần vận chuyển khách công cộng Buôn Hồ thì hiện nay công ty đang gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt. Từ đầu năm đến nay, lượng khách đi xe buýt đã giảm 15% so với cùng kỳ năm trước. Để có tiền trả lương cho nhân viên, công ty đã phải cắt giảm bớt đầu xe từ 30 xe xuống còn 18 xe. Mặc dù giảm đầu xe nhưng các chuyến xe của công ty cổ phần vận chuyển khách công cộng Buôn Hồ vẫn phải đảm bảo xuất bến đúng giờ. Bên cạnh đó, công ty phải tăng lượt chạy xe để vẫn đảm bảo 20 phút có một xe ghé trạm và giờ cao điểm là 15 phút một lần. Trung bình một ngày có 70 lượt xe buýt của công ty ghé vào một trạm. Với mục đích phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, nhưng do xe dù bến cóc hoạt động mạnh nên thu vẫn không đủ bù chi. Trung bình một xe một ngày, công ty chi phí hết 1.300.000 đồng, nhưng không có xe nào thu về đủ vốn. Cá biệt có xe lỗ cả 1.000.000 đồng một ngày, đó là chưa kể khấu hao tài sản. Riêng 6 tháng đầu năm 2019, công ty đã lỗ gần 1.300.000.000 đồng. Công ty chúng tôi cũng đã từng kiến nghị lên cơ quan cấp trên, cũng đã vào cuộc nhưng mà tình trạng nó vẫn không được triệt để. Thì tôi cũng kính xin các cơ quan là vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa để giảm thiểu được cái mức độ xe dù. Trong khi ở tại địa phương Buôn Hồ chúng tôi thì có những cái nhà xe như là nhà xe Nam Huy, nhà xe Phúc Thịnh, nhà xe Bảo An là thường xuyên cái những cái trạm xe buýt để đón khách. Kinh doanh thua lỗ của công ty cổ phần vận chuyển khách công cộng Buôn Hồ cũng là tình trạng chung của các công ty hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt hiện nay. Mặc dù các đơn vị này đã có nhiều điều chỉnh trong hoạt động kinh doanh, nhưng để duy trì tồn tại được trong thời gian tới là rất khó khăn. Các đơn vị này đã nhiều lần kiến nghị với các cơ quan chức năng về tình trạng xe dù bến cóc, chèo kéo bắt khách tại các trạm xe buýt. Nhưng vấn đề này đến nay vẫn chưa có chuyển biến. Để hoạt động xe buýt tồn tại và phát triển và là phương tiện vận chuyển hành khách công cộng hiệu quả, thì các cơ quan chức năng cần phải vào cuộc quyết liệt hơn nữa, xử lý nghiêm tình trạng xe dù bến cóc. Có như vậy, trật tự giao thông mới được lập lại, giúp người tham gia giao thông yên tâm hơn khi chọn dịch vụ xe buýt.